Đầu tiên, chúng ta dùng tinh dầu thoa đều lên vùng cần giảm. Sau đó massage cho thấm đều. Tiếp theo, chúng ta sẽ quấn màng ni lông quanh vùng vừa bôi tinh dầu. Bước cuối cùng là sử dụng tay ủng nóng và môi thư giãn. Chỉnh mức nhiệt phù hợp với cơ thể, không được để nóng quá sẽ không tốt cho da. Trong trường hợp khách hàng muốn đai ủng nóng ôm sát, có thể dùng kim loại như tiền hình ở bên ngoài đai nóng nhé.